Ông chú nè cái nè. Chú khiều cho nó đứng lên. Còn không bắt ra ngoài để kêu nó bắt ra ngoài cho ông chú coi không? Con là nhảy được mấy con rồi. Con này hả? Con này không biết ba cho nhảy được mấy con rồi, con cũng không có hỏi. Nó chắc nhảy không? Chắc nhảy được đúng rồi. Nó có nhảy rồi mà. Con kia nhảy nhỏ quá. Đúng rồi. Nhưng mà con kia nó nhảy dữ lắm à. Nhưng mà con nhảy dữ rồi, con này mới nhảy được đậu 2-3 con hay gì à. Giải nó cũng nhỏ hơn con kia. Mà tướng ông cao gáo, tướng ông ông nhìn ông cao gáo. Con ăn cho ăn chuối với cá không à? Ăn chuối cá gì? Cá phi mình á. Cá phi. Không có cá phi, cá chê ăn được. Trời cá chê còn tốt nữa. Cá chê vàng không mọi trứng. Trời ơi, cá chê vàng ở đây con cũng có ăn nữa đâu mà. À, không phải rồi, tiếng ở chỗ đó. Rồi con biết rồi, mỗi vùng mỗi kiểu. Nhất là cá sặc á. Cá sặc nhỏ nhỏ được không chú? Nó béo. Ở dưới 60 con á, nhà bầu cũng phải cho nó ăn. Để mình thích nó là nó cho chứ không có con cá phi. Đúng rồi. Thích. Có con bự vậy mà nhảy chiến đấu không? Là ba con bển chồng chú qua hỏi đi với con đi. Nhóc hết trơn ông chú cứ hỏi ba con. Nó nhảy rồi à, nhảy đậu 2 con đó gì mà. Ý là nó có đậu nhưng mà nó mới nhảy được vài cái đậu thôi. Còn ông kia thì ông ở chuồng trại lâu thì ông nhảy nhiều rồi. Ông, dạ. Ý là nó như vậy. Con chồng kia là con chồng của cháu là như nó nhảy từ nào giờ là cháu lựa rồi. Nhưng cái nó bự bự nhỏ. Đó ông chú cứ coi đi dài qua bên bển. Con này dữ lắm à. Vậy lấy, làm gì ngầu quá vậy? Sao vậy? Sáng giờ ăn uống gì chưa, mặc bộ hả? Cắm cho nó ăn luôn. Đúng rồi. Chú thích lên. Rồi nhé, ghét quá à. Bắt lại cái coi. Bắt cái tình đi ngắn. Cắm cái kêu cắm con chuối nè. Làm chuối nữa, mặc quá rồi. Đấy, không có báo nhiêu hàng là nhiều em con à. Em bên đây có là chú. Tùy theo ông chú thích cái hàng nào thôi. Tôi biết là thích nhưng mà có cái là quan trọng đó, nó nhảy đạt được bao nhiêu đó, 100% mới được chứ còn đừng có sao quá. Chồng nhảy thì nếu mà chồng nhảy cũng không dám đạt, dám chắc 100% được đâu. Con nãy là nó chỉ có nhảy là đậu nhiều đó, nhỏ con mà nhảy đậu tịch đó. À, con đó màu đổ lông sáng dữ lắm. Chồng cái. Được số 9 hả? Dân ơi, dân đang ngủ. Con đó hả? Con đó tới 6,2 kg lận. Con này hả? Con này số 9 nè. Con này ôm ok. Con này ôm dễ gì con nào chạy được. Tướng con này. Chưa có cái cho nó hả? Cái chưa lên giống. Con kia nó cũng nhỏ không mà phải mình hái giống dạ. Mới vậy vậy rồi kiếm lớn rồi. Dạ.
Cái con này nhảy nó cũng nhảy được. Nó vô cái kẹt kẹt cái nó gặp giá nó chạy. Giờ thằng thứ mới nó 12 lát rồi nó gặp giá nó chạy mấy mẹ luôn à. Mà nhảy bao con biết con này bụng của em ra. Giờ tới Tết rồi nó nghỉ được. Bắt ra ngoài cho coi cái nhảy tính nhiều. Cái nhảy rồi á. Đẹp rồi. Đẹp rồi. Cái nó tính 25 triệu. Ôi, 18 triệu em lấy luôn. Ôi, vậy vậy. Chứ nhà còn mấy con cái chưa kêu nó ra cái cài vậy. Dễ vậy. Nhận xíu bà ơi. Đây nhà. Là bà chị mấy. Bỏ lên cân đi thử. Cái là bà chị mấy 1 kg mà dễ gì. Cái nó bằng đực này luôn á. Để sản xuất ăn cân nha. Đó, gần 4 kg thôi. 3 kg rưỡi. Ba kg rưỡi. Cái gì đó chứ nó bự lắm chứ nó không nhỏ. Vô đâu lấy cái sản xuất con kia mình đem đi ra bỏ ra giá luôn đi con. Vô túi luôn đi rồi rồi sức con kia nữa rồi căng nữa nhiêu. Sáng bán không bán lô 12 10 cái. Ở đây không bị em bán.